Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình là Tí Tiền Tỷ. Và ở tập trước thì mình đã lai tạo được cái con Dodo kết hợp với lại con Cần Cần á. Đó, con này thì giúp cho mình tạo hình thối ăn. Nhưng mà mình thấy cái con ngon nhất của mình đang có á là cái con này nè. Cái con Linh Cẩu kết hợp với con ngựa ăn. Trong thời gian giữa hai tập đó các bạn, mình luyện cấp cho em nó lên được level 53 rồi nè. Con này thì có cái mỏ của con Linh Cẩu, ăn thịt đó thì hồi máu rất là xịn đó ăn. Còn cái chân thì của con ngựa đó, đá thì lên turbo rất rất là nhanh luôn á. Và ở tập trước thì mình có bắt thêm con Raptor nữa. Con này con cái các bạn, tính bắt về để lấy trứng nhưng mà nó có một mình đó, cho nên nó chưa có đẻ được, chưa có cái trứng nào luôn á. Mình tính là lấy cái trứng của nó để lai tạo thêm mấy cái con tiếp theo trong này nè. Có con Raptor lai tạo với cái con, có bạn nói là cái con mà có cánh bay ở trong khu rừng gỗ đỏ đó. Nhưng mà nó cần có trứng Raptor á. Trứng Raptor bây giờ chắc phải đi săn thêm con Raptor nữa. Còn tiếp theo là cái con này thì cần có trứng của con cá sấu nhỏ, vậy là mình phải đi tìm bắt cá sấu nhỏ nè. Cái sấu nhỏ này thì chắc phải qua bên đầm lầy rồi. Còn kế bên là con bờ te kết hợp với con châu đôn, cũng cần có trứng bờ te luôn á. Còn đây là của Raptor nè. Vậy là hôm nay sẵn đi kiếm Raptor. Con này là con cái nè, cho nên phải kiếm con đực nữa. Thôi đi bằng con ngựa đi. Sẵn mình ra phía bên ngoài bờ biển luôn, mình tìm cái con bờ te. Tìm chắc là phải tìm một cặp bờ te luôn, để cho đẻ trứng cho nhanh, chứ một mình con cái là nó đẻ trứng chậm lắm. Hoặc là đi tìm thêm con Miroraptor cũng được, con nó cũng có thể kích thích cho đẻ nhanh nữa, đẻ trứng càng nhanh càng tốt quá, để mình có trứng mình nhân giống, mình lai tạo, mình nghiên cứu DNA đồ các kiểu nữa. Đó đó, bờ te kìa, à con cái luôn nè, nhưng mà đang bay ở phía bên trên á. Bây giờ phải chờ nó hạ cánh xuống. Con này thì có 800. Ồ, nó xuống kìa, nó xuống kìa. Con này đá một phát một là xỉu à. Nhưng mà nó không chịu xuống đây ăn. Nó không xuống đây thì không có làm gì được nó rồi. Thôi mình cứ lủi lủi trong rừng đi. Mình tìm mấy con Raptor không? Ui con gì đấy? Hunter à. Wow. Con này 19.000 turbo luôn á. Ây da, ây da. Cái con mũi này thì mình sẽ lấy cái chi tiền của nó luôn nha. Đó là một trong những sinh vật mới đó. Cái nhìn nó lạ quá vậy. Con này nhìn thân hình giống giống dốc dáng của nó giống giống kiểu con ankylo quá. Và nó hạ cánh rồi nè, đây 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 đây. Bây giờ mình đá cho hai cái à. Con này không cần phải tốn bô la đâu, đá luôn. Đá hơi lố đam á. Nhưng mà không sao. Cái mod này thì mình không quan trọng level đâu, chủ yếu là lấy trứng đem về để lai tạo thôi. Anh cái con quỷ này nó tấn công dữ quá vậy. Sẵn thì mình sẽ sử dụng nó để mình luyện cấp luôn. Con đó thì ăn thịt thịt đùi thôi là được. Con ngựa này của mình đang có thịt đùi ở trong người á. Đó, với con Linh Cẩu cái mỏ của nó thì ăn thịt là cứ ăn thịt là nó hồi máu không. Con đô đô này thì bây giờ không cần nữa rồi. À thì có thịt nè. Mình sẽ tách tách ra ít cho em nó đi. Nó ăn bao nhiêu cục đây? Nó ăn có hai cục thôi là xong nè. Thôi 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 thôi, bắt siêu bắt siêu. Hai cục thôi là được. Cho nên sẽ lấy ra bỏ vô. Năm cục luôn cho em nó dư dư một chút không. Ăn vô đi cưng. Vậy là bây giờ mình chỉ cần tìm thêm một cái con đực nữa thôi là được rồi. Con đó nãy mình đã lố cái, bây giờ nó giảm xuống còn có ba mấy phần trăm hả? Trời ơi. Thôi đem về để lấy trứng thôi. Ui, Miro Raptor nè. À, OV Raptor, lộn lộn. OV Raptor này thì đá cho một cái. Con này thì cần có trứng. Trời ơi, trứng nha, trứng nãy không có đem theo á. Trứng mà bây giờ nhà mình chỉ có trứng đô đô à. Trứng đô đô thì cho nó ăn hơi lâu á. Cho nên thôi, để em nó đá đây. Tính sao vậy? Đó đó, trên này thì bờ te nhiều lắm. Lại là con cái nữa. Bây giờ thì mình không cần con cái rồi. Mình cần có con đực. Ngoài bờ biển lúc mình đi luyện cấp mình thấy nhiều lắm mà bây giờ thì nó lại không có ăn. Chắc phải qua sông mà. Nhảy cho một cái cho nhanh nè. Con này thấy đi trên bờ nhanh này thôi chứ xuống nước nó cũng chậm lắm. Cho nên phi qua một phát cho nó nhanh hơn. Qua phía bên đây là cũng hay có mấy con bờ te lắm. Bà con này thì mình sẽ lên cho nó. Ủa mình lên cấp ha. Mình lên cấp, mình tưởng đâu nó lên cấp chứ. Mình lên cái chút kháng nữa đi. Mỗi lần qua hưu tuyết là mình kiểu hơi bị lạnh á. Cho nên lên kháng một chút. Bờ đây nè. Con cái nhiều như vậy. À đây đây đây. Có một con đực 200 mấy, 240. Được ghê chứ. Bên kia con gì nữa nè. Rồi con cái nè. Ui sao nhiều cái dữ vậy. Đi toàn là cái không ăn. Mấy con đực đúng kiểu hiếm luôn á. À đây nó hạ cánh luôn nè, ngon. Cơ hội đây rồi. Con này 1.800 à. Hai hit. Đó, hai hit là đủ đam xỉu liền ha.
Bên đây cũng có con chim đó nè. À con gà điểu chứ. Con gà điểu đó thôi thôi không cần nữa rồi. Còn có mấy con này thôi. Lấy thịt ra. Thịt đùi này là mình farm của mấy con chim cánh cụt nè các bạn. Qua bên chỗ chim cánh cụt. Cái gì vậy? Rồi luôn con quỷ này. Nó ăn cắp đồ mình á. Ây da. Đó, một hit. Nó lại cắp đồ mình nữa. Lại lấy, ui nó lấy thịt đùi mình luôn rồi. Rồi luôn quỷ này. À, phải giết nó mới được. Đây rồi. Ồ nó cao quá. Rồi nó lấy năm mấy miếng thịt đùi của mình luôn rồi. Rồi luôn. Đói luôn. Báo nè, một hit nè. Hai hit nè. Ba hit nè. Ồ nó trâu hay ghê ha. Ồ đã không kịp, đã không kịp. Lại lấy thêm thịt thối của mình nữa. Bỏ chạy, bỏ chạy. Bỏ chạy, bỏ chạy. Trời ơi. Rồi luôn, hết thịt đùi luôn. Con MT của mình thì nằm đây. Bên đây thì mình có cái con này được nè. Con này thì chắc qua đánh được á. Nhưng nghĩ xem mà có nguy hiểm gì không. Đừng bên này, ui bên đây heo nhiều lắm. Thì một con bờ tay đực nữa. À trong này có bờ tay đực nè. Có con Baronto này mình thấy mình ăn được này. Nhắm khả năng mình ăn được á. Máu của nó hơi nhiều nhưng mà cũng có thể ăn được. Mình sẽ lấy thêm một ít thịt nữa cái đã. Tự nhiên đâu xuất hiện ra quỷ chim cấp đồ đó. Nó lượn 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 khó chịu ấy ghê luôn á. Đây. Vô mình cắn thường thôi ăn. Cắn thường của con ngựa mình bây giờ được 200 mấy. Còn nếu mình đá thì còn đá mạnh hơn nè. Đá còn tăng turbo đúng không? Chủ yếu là mình đá con này để mình lấy thịt thôi. 290 ha, còn cắn thường. Nhưng mà cắn thường thì đỡ tốn stamina hơn á. Còn đá thì nó tốn stamina dữ lắm. Ngựa này của mình có khuyết điểm là nó vượt stamina nhanh. Mình cũng nâng stamina cho em nó rồi đó. Mà đá thì tốn stamina dữ lắm. Cắn thấy không xi nhê stamina nữa luôn á. Con này mà đá kiệt stamina là cái bắt đầu nó tự đá, nó tự lên turbo luôn rồi. Đuối sức, ép sức nó quá là nó xỉu luôn. Đây rồi, sắp sửa rồi. Sắp sửa có một đống thịt luôn rồi, sắp tới không sợ thiếu thịt đùi nữa nè. Qua mua mấy con chim cánh cụt có thì được polymer nhiều. Chứ thịt đùi thì ít lắm. Mà chim cánh cụt là có thịt đùi là thấy cũng ảo ma rồi ha. Cũng ngon rồi. Đó, 35 miếng nè. Hồi nãy mất tiêu hết năm mấy miếng ha. Con này thì chỉ cần có bao nhiêu cục đây. Con này cần có 4 cục ha. Ok, ngon. Vừa đủ 4 cục luôn, hay quá vậy. Và con kia thì xong chưa vậy? À con kia vẫn. Ở con kia xong rồi nè. Con kia xong rồi. Lát nữa về tiện đường mình dẫn nó về luôn là được. Bên đây có Miro Raptor. À con này con Gallimard nè. Gallimard cũng cần á để lai tạo á. Gallimard đâu sẵn mình bắt luôn ấy. À, Gallimard này mình phải tóm Bola lại một cái ăn. Con này hình như Bola được không đây? Ô rồi chạy luôn rồi. Trước giờ mình không có Bola con này nha. Gần như mình không có bắt nó luôn á. Bola phát chạy mất tiêu luôn mà. Thôi con này cho về một cái. Vậy là bây giờ mình thiếu Raptor nữa. Đặc biệt nhất là con đực nữa. Sẵn trên chuyến đi về thì mình sẽ đi ở trong này nè. Ở trong này hay có mấy con Raptor lắm. Con kia thì bắt siêu không. Nhìn xung quanh đi có không. Chỗ này mình phóng vào phía bên kia luôn á chứ. Đó. Bay vào phía bên đây sau đó e là một cái chứ để nó rớt tính đam ha. Lên quá trời turbo luôn mà. Ui nó ăn cá, nó bắt cá lên kìa ghê ăn. Kéo nguyên con cá lên luôn à. Qua cho nó về kéo VT về để bắt đầu lai tạo thôi. Đâu rồi đâu rồi. Nãy là nó gần gần ở trong cái khu này nè. Đây đây đây. Đây rồi. Dẫn VT về thì dễ ăn. Dẫn đâu đâu thì hơi cực nhưng mà dẫn VT thì dễ lắm. Ai bay lên đi chứ thằng quỷ. Ngon lành luôn. Ui có trứng nè. Tiện tay. Chôm luôn chôm luôn. Sau này nếu mà cần thì đỡ ăn. Đỡ phải lai tạo. Ngon trứng con Bara. Trên đường về mình sẽ nghĩ xung quanh nè. Kiếm mấy con Raptor không. À có Raptor nè. Có luôn. Ông giờ mình nhìn thấy con Test Bara nữa. Bắt siêu hết nha. Raptor đây. Buồn trong test luôn hả? Test Raptor này mình không cần. Cho nên mình ra lệnh cho nó tấn công luôn ha. Đánh luôn mấy đứa. Đúng rồi.
giờ mới luôn. Cắn túi bụi, cắn túi bụi nó hết. Mình combo mình đá phụ vô cho nó xỉu luôn. Và tệ mình chắc không dễ chết được đâu. Ủa nhìn nó tội nghiệp kìa. Ủa con này 600 mấy luôn hả? Ủa level, level vượt nóc luôn mà. Rồi vượt nóc level maximum luôn. Nhưng mà em nó đi rồi. Hồi nãy mới thấy con Raptor bình thường đây nè. Nó dí dí con gì cái mất tiêu luôn à. À bên đây đây. Bác sĩ hả? Nó đây. Con đực luôn hả? Mình sẽ chuyển cái bola sang số bên đây đi. Mình bola lại sao mình đá. Ăn hiếp nè. Rồi xong em nó. Đá lên turbo xịn sờ chứ. Ngon. Không, à ăn hiếp con đô đô à. Ôi trên đường về 500 mấy luôn hả? Ngon như vậy. Trên đường về thấy em nó lụm luôn. 8 cục đủ không? 8 cục thì 8 cục thì ui nó cũng 8 cục luôn hả? Vừa đủ y luôn chưa? Vậy thì mình đã thêm vô đây chứ để nó bị hư á. Sợ đang nửa chừng cái nó hư cái nó không đủ nữa cho nên là thêm vô một cái. Cuối cùng cũng về tới. Raptor kia thì mình sẽ đánh dấu lại ăn chứ để lát quên á. Ok, 99% luôn. Bây giờ đó là mình phải cho hai con này lại gần với nhau một chút. Đấm cho nó lại gần ăn. Bây giờ không có yên cưỡi cho nên là cứ đẩy cho nó sát vô một cái. Rồi bật tính năng sinh sản cho nhanh nha. Chờ nó đẻ tự nhiên lâu lắm. Gần hơn chút xíu đi thằng quỷ. Đó, ok. Con này là con cái nè. Chờ đợi cho đẻ trứng thôi là được. Quỷ Raptor này có mình là coi như là nó không bao giờ đẻ luôn. Đâu đâu thì lâu lâu còn đẻ nha. Anh đâu đâu lại có hai con, có ba con chứ. Lụm cái chót cho chân máy nè. Rồi bắt đầu nghiên cứu ơi. Raptor này thì cần có DNA, DNA mình có nè. À con này con bờ te chứ. Còn con Raptor bên đây là cần có thêm một cái common DNA nữa. Common DNA. Com này thì có common dino DNA nè. Này không phải. Vậy là cái này rồi. Cái này cần có keratin với là cần có thịt cá nữa à. À vậy là phải đi săn thêm cá nữa các bạn mới được. Keratin thì ba mấy con rùa hay có lắm mà mình hình như mình xài hết thì sao á. À cho nên mình có nè mười mấy cái nè. Vậy là phải đi farm thêm mấy con rùa hoặc là mấy con chi kê á. Farm thêm chi kê mới được. Với là thịt cá nữa, thịt cá vậy là phải xuống dưới. Phải xuống dưới biển, xuống dưới nước rồi mới săn được. Chờ con này ăn cái anh. Thử con bờ te trước đã. Mình sẽ chế tạo sẵn thêm một yên bờ te đó rảnh tay ăn. Trong lúc chờ đợi. Bờ te một cái. Đó. Bờ te này thì cần có chi tin nữa. Bờ te chế tạo trực tiếp trên người của mình. Hút một cái rồi nó cần gì đây? Nó lấy cái gì ra để chế tạo vậy? À nó lấy chi tin thì được ăn. Chi tin thì được. Sau khi mà lai tạo xong á thì nó sẽ ra được cái con gọi là con Belo à. Name của nó tên là Belo nè. Belo một cái có không? À Belo không có ăn. Có Bella thôi chứ không có Belo. Bella này là một cái loại khác nữa rồi. À Bella là của con này hả? Con này nhìn hơi căng ăn. Giống kiểu con cá sấu cái miệng của nó. Và bên đây thì đây rồi có trứng. Ở trong này để bắt đầu cho nó chế tạo thôi. Đây. Kết hợp giữa bờ te với là chodon không biết ra con gì đây nữa. Thấy cái mỏ là thấy giống bờ te rồi đó. Yên này thì mình sẽ cho con bờ te cái đi ăn. Nó đeo lên. Ui nãy có mạch điện nè, lụm luôn. Bên này có da thôi ăn. Vậy bây giờ phải đi pha thêm cá trong lúc chờ đợi chế tạo. Đồ thì mình sẽ để bớt ở nhà đây. Chỗ này là chỗ sống tạm của mình thôi các bạn. Sau này có phương tiện di chuyển thì mình bắt đầu tìm chỗ đẹp hơn. Và con Raptor cũng xong rồi. Mình sẽ dẫn con Raptor đi đánh phụ mình luôn á. Sau đó thì đi farm thêm con rùa để lấy thêm keratin. Rồi sau đó thì đi xuống dưới biển. Gần chỗ có nước thôi. Ui gì vậy? Tấn công luôn. Oh no. Nguy lắm mà. Hồi nãy mình không xử nó. Nhưng mà nó ép mình phải xử nó thôi. Follow me. Dẫn nó đi luôn.
Đây con châu đôn đúng không? Đây châu đôn nè. Gần gần chỗ này có miếng châu đôn nhưng mà mình không cần lấy trứng của nó. Nên mình xử luôn, xử luyện level á. Raptor mình đánh nhiệt tình lắm, đánh hăng hái lắm. Không biết lát nữa Raptor lai tạo thì sẽ ra con gì đây. Mà còn có thịt cá tầm lum la hết rồi. Bò te 80 đi luôn. Bây giờ chắc mình không cần ở trong rừng nữa đâu. Mình sẽ đi ra phía bên ngoài đi. Dẫn nó ra luôn. Ra ngoài bờ biển nè, mình tìm mấy con cá gần gần bờ biển á, mình ăn thôi chứ cũng không cần phải lặn sâu dưới đâu. Ra đây chỗ này có cá nè. Dứt. Đó. Đó, có thịt cá. Thịt cá thì đã có. À đây có con rùa nè. Rùa này thì dễ chơi, mình chơi luôn. Vô. Dứt luôn. Đá cho xỉu trước nha. Rùa này có lợi. À con ngựa này có lợi thế là đá cho xỉu trước. Sau đó thì ăn nó thì dễ hơn. Đó xỉu rồi đó. Còn lại nhiệm vụ thì để đại ca Raptor á. Đại ca Raptor của mình nó cắn thôi là xong rồi. Cái này tin có nè. Rồi level 80. Ui đá hai cái đi luôn chứ. Một cái nè. Một cái là 1000 turbo luôn rồi. Hai cái là lụm. Đúng rồi, nhào vô cắn. Con này thì lấy được cái phần sừng của nó ăn. Keratin. Con này không lấy được chitin đâu, chủ yếu là keratin thôi. Lụm. À đồng bọn tới, đồng bọn tới. Tấn công luôn, tấn công luôn. Đúng rồi. Con này 400 hả? Ui, coi chừng Raptor chết nha. Raptor chạy đi, Raptor ơi. Bắt xịu. Chạy đi. Ok. Để mình chơi với con này thôi. Rồi, quay trở lại. À, chạy luôn hả? Ồ, quay trở lại đây. Được rồi. Chắc bây giờ mình sẽ về để mình thử nghiệm ha. Phân tích DNA của mấy cái thịt cá coi ra được con gì cái đã. Ngon. Con này thì đứng yên một cái. Mình sẽ đẩy nó lại gần luôn ăn. Đẩy nó lại gần cho nó bắt đầu đẻ trứng đi chi. Đó, rồi. Bật tính năng đẻ nó lên cho nó đẻ luôn ha. Ok, tắt đi phần đánh dấu ha. Đỡ vướng díu ơi. Bỏ hết đi. Đó, bắt đầu lụm. Còn phía bên đây thì đây rồi. Bờ te kết hợp với lại con châu đôi sẽ ra con gì đây? Nó không có miêu tả gì nhiều không? Con này là Clash Forocho gì đó. Sử dụng một cái thôi. Cái gì đây? Lên cưỡi liền được luôn. Hàng gì nó không có yên cưỡi ăn. Ui, con châu đôn là nó nhỏ xíu ăn. Khi kết hợp với con bờ te thì nó sẽ ra cái con kích thước bự hơn mỗi con bờ te. Còn cái cánh của nó bây giờ chỉ còn là những cái xương thôi cho nên nó không có bay được. Ôi ơi. Ủa, con này phải chỉ có cánh là bay được là đẹp luôn rồi. Ờ, chuột phải là đã dồn một con mồi nè. Cái chiêu này của châu đôn nè. Còn ít. Xơi. Gì vậy? Ui, nó mổ kìa. Nhìn nó mổ nhanh lắm nè. À, nó có cái chiêu cái mổ nhanh lắm. Ờ, phải, từ. Chờ con này đẻ ăn, trong lúc đó mình phải phân tích DNA cái đã. Có thịt cá có nè. Rồi có thêm cái keratin đâu nữa. Đây, keratin nè. Bên đây thì có keratin luôn nè. Thịt cá trong này có nữa nè. Mình đem mình phân tích ra thành DNA chứ lát nữa không kịp. Đó, common DNA. Dứt một cái. À đây, đây, cuối cùng cũng đã có trứng của nó rồi. Làm cái trứng phát. Bỏ vào trong cái máy nữa thôi là xong. Vậy là bây giờ mình chỉ cần chờ đợi thêm cái phần DNA cho đủ nữa thôi là đẹp rồi. Rồi con đệ mới của mình đâu rồi. Đây, mình thấy nó có chiêu cắn rất là nhanh đó, với chiêu vồ tới nè. Kích chuột phải là nó sẽ vồ tới thôi. Bây giờ level 1 ha, cho nên phải tìm mấy con này đó nó nhẹ nhẹ ký một chút. Hồi nãy trên đường về đi vô trong này mình thấy có mấy con đô đô á. Nghe tiếng đó nè. À đây, mới nghe tiếng đó mà. Vồ một cái thôi. Bộ cái được trăm mấy ăn cắn thường. Ui mà nó cắn nhanh lắm. Còn ít hơn cái coi. Ui chiêu ít nó mổ liên tục luôn nè. À con này có cái mỏ siêu nhanh ăn. Ông ít một cái nó cắn liên tục luôn á. Combo mới cắn. Ôi trời. Cắn thường thì 48. Cắn thường đã rất là nhanh rồi, còn có chiêu ít cắn nhanh nữa. Nhưng mà khuyết điểm con này là không bay được. Rồi phải chi lai với con bờ te, nó có thân hình của con châu đôn mà cánh của con bờ te
mỏ con bờ te nữa thì bay được nữa thì quá là ngon ăn. Nhưng mà con này thì tiếc cái là cái cánh nó bây giờ biến thành mấy cái xương rồi, nó không còn bay được nữa. Trời, hơi tiếc cho em nó. Ra ngoài này mình thử với con gì đó bự bự hơn chút xíu á. Đó mình thấy con rùa nè. Còn con này con gì nữa. Ủa nó bò ngoài luôn rồi. Con đó thì tới tận 19.000 turbo rồi ăn. Nó ăn mật ong nè. À mật ong có thể đi lượm được á. Gần gần đây có mật ong nè. Đây thử chịu ít cái. Bồi không biết nó cắn bao nhiêu hit nữa nhưng mà nó cắn một nồi đam luôn á. Nhưng mà đã không cao đâu. Còn chuột phải là dồ. Dồ ở chiêu này không có hiệu ứng nữa đâu. Chiêu dồ thì đam cao hơn chút xíu thôi. Đây mình sẽ trở lên thêm chút sức mạnh đi ha. Con này nhìn nhỏ nhỏ tinh anh lắm nè. Nhưng mà lại có bờ tê thì kích thước nó tăng lên. Đỏ bây giờ cắn một phát 40 mấy đam. Chuột phải một cái là 170 mấy. Còn cái chiêu cắn thường của nó thì 77 ha. Vậy là mình thấy có chiêu C nè. Không được ha. Chiêu C nếu mà bị đánh là nó sẽ bị cancel chiêu. Đang cắn mà bị đánh lại là sẽ cancel liền. Nếu đang đánh mình là mình chỉ có thể sử dụng chiêu cắn thường hoặc là chuột phải thôi. Chuột phải để nhảy vô, còn không là cắn thường thôi. Tính ra cũng không ngon lắm. Con này không ngon lắm anh. Không có giá trị sử dụng lắm. Chỉ đánh vào mấy con hiền hiền thôi. Ui, con tép nè. Được. Đó. Nếu mà nó không đánh lại là mình sẽ mổ liên tục được. Đó, dí heo mình mổ ăn. Con này có tốc độ di chuyển cũng khá là cao. Nó thuộc dạng kiểu như tinh ranh đó cho nên nó đi nhanh lắm. Cơ động sẵn mình farm thêm mạch điện ra mình làm cái bàn dịch chuyển luôn. Nói nãy giờ là cái bàn dịch chuyển mà chưa có làm nữa. Đây con châu đôn nè. Nhưng mà châu đôn này phiên bản lai, phiên bản của mình là phiên bản lai cho nên nó bự hơn nhiều. Còn phiên bản kia là phiên bản mặc định của vanilla thôi, chưa được lai tạo ăn. Con này chạy luôn vậy, qua dưới đây cưng ơi, cho luyện cấp một chút đi mà. Tinh ít mạch điện luôn đem về nữa. Bây giờ thì mình sẽ kiểm tra thử xem coi cái máy này thì nghiên cứu DNA tới đâu rồi. Nghiên cứu được hình như chưa đủ ăn, chưa thấy sáng lên. Vậy là thiếu thịt cá, phải đi săn thêm thịt cá. Hiện tại là đã có được 200 mấy ăn. Đi săn thêm một mớ thịt cá nữa mới được. Đi săn mình cứ đi bằng con ngựa cho nhanh đi. Hay là đi bờ te. Không được, bờ te thì săn không được. Làm bằng dịch chuyển nữa chứ, quên quên. Mình tính mình về làm bằng dịch chuyển mà mình quên mất tiêu luôn á. Tele mình học rồi nè. Hút một cái đủ luôn nè. Remote á thì đủ luôn á. Còn Checker á thì Checker mình chưa có học hả. Checker mình học một cái luôn. Để có gì kéo mấy con đệ của mình ăn. Quốc đại 10 cái đủ không? Được 7 cái luôn á. Mình sẽ Checker cho con mô chớp rồi nè. Để có cần farm gì mình kéo nó theo để farm. Đó. Rồi con chắc chắn là con ngựa ăn. Con ngựa này để có gì chiến đấu mình đá xỉu gây turbo được. Rồi con bò te. Bò te nãy có chế tạo yên cưỡi tính lắp cho con này mà quên lắp nè, thử coi. Con này không có thể lót lắp yên cưỡi à. Thôi thì lắp cho con 300 mấy đi. Con này xịn nè. Con này nãy không có bị tuột level ha, cho nên xịn lắm. Tốc độ với stamina cho em nó. Đi ra biển có con ngựa. Vậy là đi bằng con này đi. Mình sẽ đi bằng con này cho nó nhanh á. Sau đó ra tới biển thì mình sẽ sử dụng tới con ngựa để mình săn cá. Tìm cá, đây đây chỗ này nhiều cá nè. Hạ cánh xuống một cái. Mà quên lấy cái remote theo rồi. Mà có remote trên người. Chưa chế tạo xong nữa, trời. Chưa chế tạo cái remote, bao giờ bao giờ bao giờ. Đặt cái bàn dịch chuyển xuống đây chứ, giỏi quá. Giỏi quá, giỏi quá. Đây, đặt cái bàn dịch chuyển đây một cái ăn. Đó, rồi sau đó thì remote đó thì chưa chế tạo xong nữa, lo chạy mất tiêu rồi. Một cái thôi. Rồi hiếu xi măng nha, trời ơi. Không sao, không sao. Xi măng trong này bấm 10 cái nữa. Đây, chỗ này có cá nè. Xuống luôn. Con này thì mình cứ ẩn vô, lấy con ngựa ra. Đó, có remote là cuộc sống bắt đầu sung sướng liền ăn. Kéo tới kéo lui nó khỏe hơn hẳn luôn á. Ra này bây giờ chỉ cần ăn thêm cá nữa thôi. Hiện tại là được 322 cái rồi. 444 cái là đủ luôn á. Có thêm một sinh vật mới. Trong lúc đó mình sẽ sắp xếp mấy con đệ của mình lại đi ăn. Sắp xếp mấy con đệ của mình cho nó đẹp đẹp lại cái ăn.
Con này là sự kết hợp giữa cái con chim ở trong cái thu rừng gỗ đỏ với lại con raptor. Nó sẽ trở thành con gì đây? Con gì đây mình cũng không biết, trong phần mô tả nó cũng ghi rõ lắm ha. Nó tên là Nano. Nano một cái à. Tìm à. Nano. À, Nano không có ăn. Có chị Nani này để chăm sóc thôi à, chứ Nano không có, vậy là chắc không cần yên cưỡi đâu. Mình đoán chắc là nó lên cưỡi liền được ngay lập tức luôn á. Còn nguyên liệu lên tinh mình sẽ bỏ trong này đi. Bên đây mấy cái lò nung nè. Lò nung này thì xong rồi tắt đi. Tắt đi. Ở đây có dầu mình sẽ bỏ bên cái máy nghiên cứu DNA này luôn à. Dầu còn dư nè. Được 50% rồi. Thôi hợp ở chơi đợi á. Con này Raptor, ra con Raptor gì đây? Raptor kết hợp với chim á. Chứ con này mình thấy là hơi cùi cùi nè. Tại con này mình cũng sẽ cho nó vô trong này luôn em. Vậy là hiện tại mình có được bao nhiêu rồi? Ba con lai hả? Ba con được lai tạo nè. Con này là con thứ tư hả? À, vậy là hôm nay sẽ có bốn con. Gì vậy? Ủa, Endgame tới. Ai da. Endgame báo tới, báo tới. Thịt thịt con nó luôn, thịt nó luôn, thịt nó luôn. Ok, ủa đập bể cam vai của mình luôn mà. Trời ơi, lộn sằng ngầu hết lên luôn rồi. Mới vừa ship nó lại ngon lành nè. Và bên đây thì chắc là cũng đã xong rồi đó. Đây, có nè. Cuối cùng thì cũng đã xong, bây giờ thì thử một cái ơi. Là con gì đây? Con chim, ô con chim à. Kết hợp với con chim trong rừng, bây giờ thì nó sẽ có cái mỏ con Raptor kích thước bự hơn. Và ui bay được nè. Phải vậy chứ. Ui, cái con mình mong chờ nó bay được thì nó không bay được ha. Còn cái con này thì mình đoán là nó không bay được, nhưng mà cuối cùng nó bay được. À, hình dáng của nó giống y như con chim ở trong rừng, nhưng mà cái mỏ thì có con Raptor thôi ha. Và kích thước của nó thì bự hơn và bay được ngon luôn chứ. Chuột phải của nó là sử dụng hai cái chân đó. Còn X C Q R O tiếp à, không có chiêu ăn à, thử chiêu chuột phải một cái à. Gấp lên đúng không? À, không phải gấp lên, mà chuột phải của nó là để tấn công. Ui có chảy máu luôn nè. À, con này đánh có cái nội tại đánh chảy máu. Ôi, vậy là bay sau đó thì xuống mình quào một cái ăn. Nó sử dụng móng vuốt để nó quào nè. Nó quào là chảy máu. Đó kìa. Đông em nó luôn. Ok, về có phương tiện để bay đó. Nhưng mà stamina hơi tốn ăn. Phải lên chút stamina. Với lại lên tốc độ. Con này lên sức mạnh cũng được nữa. Quào cái nó sử dụng hai chân của nó cho nó quào ra hai phát ăn. Cứ một phát là dính hai đam, phát dính hai đam. Rồi xuống nước được không? What? Bị con này xuống nước. Nó giống kiểu Raptor á. Xuống nước thì nó có thể bơi chậm 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 được nè. Vậy là nó hay hơn con bò te chỗ là nó có thể xuống nước được. Nhưng mà khi xuống nước thì lại cất cánh là không được nữa. Bò te là xuống nước đụng nước là đá mình ra, còn con này xuống nước là bơi luôn. Đó, muốn bay được phải lên bờ một cái mới bay được. Vậy con này cũng đa năng á chứ, được á. Vậy là hôm nay ít ra cũng có một con này thấy ok ăn. Chứ con kia thấy nó hơi cùi cùi. Thôi được nè. Mình chế tạo thử cái yên Raptor ăn. Raptor mình như là mình chưa có rồi, chưa có học. Nó mà đeo được cái yên Raptor thì ngon. Dứt một cái. Xem coi được không? Không được rồi. Vậy là yên Raptor con này không cần ra lắp yên ăn. Chỉ có thể lắp yên cho mấy con Vanilla được thôi. Thôi, với bộ sưu tập của mình thôi. Con này để dành di chuyển, vậy sắp tới mình có thể di chuyển tới những vùng đất mới bạn. Tìm chỗ đẹp đẹp hơn, lý tưởng hơn để xây dựng căn cứ ăn. Dọn dẹp đồ. Cái máy này thì không biết là mình pick up lên được không. Cái này bị hư à. Cái này bị hư cho nên cũng không biết có pick up lên được không nữa. Nếu pick up lên được thì ngon, còn không phải chế tạo lại. Còn cái máy này thì pick up được nè. Còn mấy cái đồ này thì coi như là phải bỏ lại thôi. Mấy này chế tạo lại cũng được. Cái này cũng rẻ lắm. Có đá là được ha. Vậy trong tập ngày hôm nay lai tạo được bao nhiêu con này? Hai con đúng không? Con bờ te kết hợp với con châu đôn thì ra được cái con này với cái mỏ cắn siêu nhanh ăn. Và raptor lai tạo với lại cái con chim ở trong khu rừng gỗ đỏ đó thì ra được cái con chim phiên bản rất là bự luôn, có thể bay được nữa ăn. Đánh chảy máu có nội tại nữa chứ.
cũng ngon á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy hết những video của mình cũng như series ARK thì đừng quên cho mình xin một like dưới video để mình có động lực nghiên cứu làm thêm những con tiếp theo cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.